Rồi, cho thầy được xin phép gửi lời chào đến toàn thể các bạn học sinh lớp 9 2K10. Ngày hôm nay, thầy xin phép mời các bạn học trò, chúng ta sẽ cùng đi giải quyết câu hình nằm trong đề thi minh họa tuyển sinh vào 10 của Hà Nội năm 2025. Và sau buổi live ngày hôm nay thì buổi sau chúng ta sẽ đi qua tỉnh thành khác. Cứ một buổi live như vậy thì thầy sẽ trích ra hai câu hỏi. Do là hiện tại các bạn học trò đang học học kỳ 1, chúng ta đang cần hai lượng kiến thức quan trọng đó là hình học về chủ đề đường tròn và phần toán cao bậc 2 biểu thức rút gọn nên là thầy sẽ tập trung hỗ trợ các bạn học trò hai phần này trước rồi bây giờ thì trước khi bắt đầu vào buổi học xin phép được mời các bạn học trò chúng ta follow và đăng ký kênh ủng hộ kênh tuổi học trò của thầy bây giờ thì thầy cho chúng ta tiến hành đọc đề và vẽ hình vào cho đường tròn tam o có hai đường kính AB và MN vuông góc với nhau. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn tam o trước. Các bạn học trò lưu ý giúp thầy, lịch like của chương trình toán chính luyện thi vào 10, một tuần được diễn ra 3 ngày. Nhắc lại một lần nữa, một tuần được diễn ra 3 ngày. Vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 12 giờ trưa. Chúng ta lưu ý kỹ càng lịch lai like đó để các bạn học trò có thể học tập tốt ha. Rồi, ở đây họ cho hai đường kính AB và MN vuông góc nhau, góc vuông. Rồi, ở đây thì ký hiệu đây là A nè. Ở đây là B nè. Ở đây là M nè, ở đây là N nè. Rồi, hai đường kính vuông góc với nhau. Tiếp tục. Trên tia đối của tia MA lấy điểm C. Rồi, trên tia đối của tia MA. MA nè, MA là hướng này. Đúng chưa? Vậy trên tia đối là hướng ngược lại. Ví dụ như thầy lấy điểm C nằm đây đi. Đây, thầy lấy anh C nằm đây. Được chưa? MA là đi về hướng dưới. MC thì sẽ đi về hướng trên. Rồi. Tiếp tục nữa. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ M gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ M đến BC rồi vậy là từ M mình vẽ vuông góc với BC vuông góc với BC rồi ký hiệu góc vuông vào và đây chính là H xong cái đề có một bạn họ nói là thầy dạy tới hết năm hả thầy thầy dạy đến khi nào mấy đứa thi tuyển sinh 10 điểm thì thầy ngân không dạy nữa. Được không? Yến Như thông mắt. Hả? Thầy dạy đến khi nào mà mấy đứa thi tuyển sinh 10 điểm là thầy ngân không dạy nữa. Năm tới dạy tiếp. Năm tới dạy cho 2K 2K11 tiếp. Rồi. Bây giờ đầu tiên người ta kêu mình chứng minh 4 điểm O M H B cùng thuộc một đường tròn. O M, H, B cùng thuộc một đường tròn. Vậy ở đây chúng ta hiểu như thế này. Đây là điểm O. Đây là điểm M. Đây là điểm H. Và đây là điểm B. Làm sao để chứng minh được bốn điểm này cùng thuộc một đường tròn? Thì tức là mình chứng minh nó cùng cách điều một điểm. Ví dụ như IO nó bằng luôn IM và nó bằng luôn IH bằng luôn IH và nó bằng luôn IB mình chỉ cần chứng minh bốn điểm này cùng cách điều một điểm là xong hợp lý chưa hiểu chưa vậy khi đó đây chính là ER đây chính là R đây chính là ER đây, đây chính là R và đây chính là gì đây chính là tâm một lần nữa nhắc lại muốn chứng minh bốn điểm cùng nằm trên một đường tròn thì chỉ cần chứng minh nó cùng cách đều một điểm là xong được chưa cùng cách đều một điểm tức là mình chỉ cần chứng minh io bằng im bằng ih bằng ib là xong mở rộng ra vấn đề nếu như ở đây là một tam giác vuông và ở đây cũng là một tam giác vuông và chúng ta biết được một điều trong tam giác vuông có một tính chất đường trung tiến ứng với cạnh quyền thì bằng nửa cạnh ấy vậy rõ ràng chúng ta thấy được đây là cạnh quyền đúng chưa cái cạnh mà thầy tô này nè chính là cạnh quyền của hai tam giác vuông đây là cạnh quyền của tam giác vuông số 1 và đây là cạnh quyền của tam giác vuông số 2 và nếu như bây giờ thầy xác định trung điểm của cạnh quyền thì thầy nhớ được có một tính chất là đường trung tiến ứng cạnh quyền thì bằng nửa cạnh ấy nọ dễ là nếu như nó là hai tam giác vuông có cùng chung một cạnh quyền thì cạnh quyền chính là đường kính và trung điểm của cạnh quyền chính là tâm bình luận cho thầy hai chữ dạ hiểu sau đó chúng ta sẽ đi vô làm bài xin mời rồi vô đây nhớ nha muốn chứng minh bốn điểm cùng nằm trên một đường tròn thì mình chỉ cần chứng minh nó cùng cách đều một điểm là sao vậy bây giờ nhìn vô đây o m h b mình vẽ đường thẳng nào chia nó ra làm hai tam giác vuông ha o m h b mình vẽ đường thẳng nào chia nó làm hai tam giác vuông xin mời các bạn học trò đường thẳng gì đường thẳng gì chia nó ra làm hai tam giác vuông o h không đúng minh hoàng thân mến MB chính xác Vậy là thầy chỉ cần kẻ MB Vậy MB trong trường hợp này là cạnh gì? MB trong trường hợp này chính là cạnh quyền Đúng không? Cạnh quyền Rồi Sau đó thầy xác định trung điểm của cạnh quyền Cạnh quyền tức là đường kính rồi đúng không nè? Trung điểm cạnh quyền Rồi Đây Và thầy đặt trung điểm này là Y thì thầy biết được một điều ha thầy biết được một điều đây kẻ vô đây bằng và đây kẻ lên đây cũng bằng vậy là anh y này cùng cách đều một điểm đúng không anh y nè cùng cách đều bốn đỉnh y o y m y h y b vậy bốn điểm này cùng nội tiếp đường tròn tâm y bán kính là y o cũng được y m cũng được y h y b cũng được hoặc là mình có thể nói đường kính là màu b cũng được hợp lý chưa rồi bây giờ thầy trò chúng ta cùng trình bày à, cùng trình bày nha cổ lên hen trình bày thật là chắc nha à bạn bùi tấn đạt nói là trọng gốc rồi là sao bạn thăng mến không đúng <laughs> vô ha. bắt đầu vô nè Vậy bước 1 là gì? Gọi Y là trung điểm của màu B. Gọi Y Y là trung điểm của màu B. Được chưa? Gọi Y là trung điểm của màu B. Rồi. Xét tam giác chung thứ nhất. Xét tam giác m o -b, vuông tại vuông tại o được chưa ủa sao không cộng hai góc 90 độ được ạ à? bởi vì kiến thức của bạn đang học là kiến thức chương trình cũ kiến thức chương trình mới không có định lý đó được chưa bùi tấn đạt hiểu rõ chưa cái mình đang theo dõi và cái mình đang học và cái mình đang biết là của sách giáo khoa cũ còn bây giờ đang học là của chương trình mới rồi. Xét tam giác MOB vuông tại O thì mình có được OI là đường gì các bạn trò thông mến? OI là đường trung tuyến ứng với cạnh quyền MB là đường trung tuyến ứng cạnh huyền MB. Đúng chưa? Từ đây mình suy ra được IO bằng IM bằng IB và bằng luôn MB chia 2. Ký hiệu đây là một một dòng. Vậy là bậc tam giác thứ hai cũng y ra như vậy. Mục tiêu của mình là gì? Là chứng minh IO bằng IM bằng IB bằng IH. Mục tiêu là mình chứng minh bốn cái đoạn đó bằng nhau ha rồi qua dòng thứ hai nè dòng thứ hai dòng thứ hai là tam giác ở trên xét tam giác MHB vuông tại vuông tại h ta có hi là đường trung tuyến đường trung tuyến ứng với cảnh quyền một lần nữa cũng là MB và mình suy ra được IH bằng với IM bằng với IB và bằng luôn MB chia 2 rồi vậy là từ đây từ 1 và 2 từ 1 và 2 mình suy ra được IO bằng với IM bằng với IH và bằng luôn IB và bằng luôn MB chia 2 Vậy tức là ở đây Mình có được điều gì Các bạn học trò thân mến Ở đây mình đã chứng minh được xong Là bốn đoạn thẳng này bằng nhau Học đấy chưa Mình đã chứng minh xong bốn đoạn thẳng này bằng nhau H2 thân mến Mình muốn học giỏi Là mình phải vẽ hình ở trong nh ở nhà mình cái Trong cái cuốn vở của mình đang ngồi học Mình phải vẽ hình vô có một lời góp ý chân thành để cho những công sức của mình không bị đổ sông đổ biển Là em đang ngồi xem like Và không có học đúng không Ngồi xem cho vui thôi đúng không Không có lợi ích gì cả thiệt như muối bỏ biển Không có lợi ích gì cả Không có giúp mình giỏi lên được đâu Chỉ có những hành động mới giúp mình giỏi lên được Đó là phải Ngồi học trực tiếp à. Các bạn học trò lưu ý nha Các bạn hai k 10 lưu ý giúp thầy nha Chúng ta muốn giỏi là chúng ta phải lấy tập chở viết ra chúng ta ngồi chúng ta học lại cùng với thầy thì chúng ta mới giỏi được còn chúng ta cầm cái điện thoại lên chúng ta coi cười tít mắt trời đất ơi ngồi cười rủng nụ cuối cùng cũng không nhớ gì đâu chúng ta không phải là siêu nhân cũng không phải là thiên tài báo cáo trước để cho các bạn học trò biết trước còn bạn nào lỡ rồi thì thôi có thể xem lại được ha rồi Vậy là từ đây suy ra 4 điểm O M H B nội tiếp hay là cùng thuộc đấy. Cùng thuộc đường tròn tâm y cùng thuộc đường tròn tâm y bây giờ các bạn muốn ghi bán kính cũng được hoặc là các bạn muốn ghi đường kính cũng được nếu như các bạn ghi bán kính thì các bạn ghi một trong bốn cái anh màu vàng ví dụ các bạn ghi bán kính io chẳng hạn còn nếu như các bạn ghi đường kính thì các bạn ghi là đường kính mb cũng là một thứ rồi như vậy là thầy vừa hướng dẫn xong câu a nằm trong đề thi tuyển sinh màu 10 đề thi minh họa của hà nội sau khi thầy hướng dẫn xong các bạn học trò cho thầy biết được Chúng ta hiểu được bao nhiêu phần trăm ở câu hỏi này Xin mời các bạn học trò cái bình luận thiệt tình nha Bình luận nhiệt tình Bình luận theo cái sự hiểu biết của chính bản thân mình á Chứ đừng có bình luận theo theo phong bạc ha Rồi xin mời Rồi bạn Như là 100% Hoài thì 50-50 Bạn Minh thì 0% Bạn Nam Phương thì 60% Bạn Quen thì 98,5 Tấn thì 60 200 là phong bạc rồi không có con số này rồi 100 là bạn user 833 rồi được nha Nhất là một lần nữa học rồi mà có ứng dụng được hay không có làm được hay không là ở các bạn dạy thì dạy rồi chia sẻ thì chia sẻ rồi mà có lấy gì được hay không là ở các bạn đó chứ không phải là ở thầy nữa chúng ta lưu ý ha. rồi tiếp tục vào câu B báo cáo với các bạn học trò câu B này khó không phải dễ để làm được câu B này không phải là câu chuyện đơn giản chúng ta cần phải có nhiều kiến thức thì chúng ta mới làm được bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây để nhấn tim xem như là tập thể dục giữa giờ một là ủng hộ kênh hai là tập thể dục xin mời các bạn học trò 30 giây bắt đầu Hai đường thẳng MB và OH cạnh nhau tại E. Hai đường thẳng MB và OH cắt nhau tại E. Rồi đây là E. Người ta kêu mình chứng minh MHO MHO là góc này bằng với MNA MNA là góc này rồi họ kêu mình chứng minh hai góc này bằng nhau thì tạm thời thì đặt tên cái góc này là góc H1 Đây là góc H1 nè Và góc này tức là góc N1 luôn Góc này tức là góc N1 nè Rồi Để cho đỏ rồng ra các bọc và thân mến nha Rồi chúng ta xem như sau Để chứng minh được hai góc này bằng nhau Thì các bạn học trò cần phải hiểu được Thế nào là góc nội tiếp Thế nào là góc ở tâm không biết rằng các bạn học trò đang xem live, chúng ta đã được học góc nội tiếp và góc ở tâm chưa? Rồi. Thầy xin phép được hướng dẫn cho bà học trò thế nào là góc nội tiếp ấy. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn. Cái góc này nè được gọi là góc nội tiếp và góc nội tiếp về đang chắn cung này ví dụ như cung này là 30 độ thì góc nội tiếp này là 15 độ cung này là 60 độ thì góc nội tiếp này là 30 độ cung này là 80 độ thì góc nội tiếp này là 40 độ góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn hai cái cạnh tạo nên góc được gọi là dây và nó sẽ chắn cái cung và khi trắng cung này thì nó sẽ bằng phân nửa cung đó. Được chưa? Ví dụ ở đây thì kia là A, B, C. Thì cái góc C này nè, được gọi là góc nội tiếp. Và nó đang trắng cái cung AB này. Và nó có số đo bằng 1 phần 2 số đo cung AB. Tức là cung AB bằng 30. Thì góc nội tiếp này là 15. Cung AB này là 60. Thì góc nội tiếp này là 30. Cung AB là 80 thì góc nội tiếp này chỉ là 40 thôi. Rồi. Chúng ta hiểu tượng trưng như vậy. Vậy là trên một đường tròn, hai góc nội tiếp mà cùng chắn một cung, ví dụ như đây là góc D. Thì hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau, góc C sẽ bằng góc D. Do hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB. Hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB. Được chưa? Trên một đường tròn thì hai góc nội tiếp cùng chắn một cung sẽ bằng nhau. Rồi. Chúng ta có thể ghi chú là một tí về cái lý thuyết này để chúng ta có thể làm được bài tập tốt hơn. Xin mời các bạn học trò ghi lại. Chúng ta ghi chú lại à thế nào là góc nội tiếp. Số đo của góc nội tiếp được tính như thế nào? Và trên một đường tròn hai góc nội tiếp thì như thế nào? bạn nào ghi chưa kịp thì chúng ta lưu ý chúng ta có thể xem lại ha video này thầy sẽ tạo điều kiện đăng lại cho mấy đứa tiện xem nhớ lịch livestream chương trình lớp 9 luyện thi vào 10 là 246 lúc 12 giờ trưa nha các các tình yêu <laughs> các tình yêu của tôi <laughs> trời đã cái một like một chia sẻ một follow kênh các thân mến nha chúng ta không follow kênh là một thiệt thòi đấy nha các bọc à Rồi. Vô nha. Bây giờ vô bài này. Vậy đầu tiên, cái góc N này, nếu như xét về phương diện đường tròn tâm O, thì góc N này, nó đang trắng cung AM. Đúng chưa? Nó đang trắng cung AM. Ngoài ra, có góc nào cũng chắn cung AM nữa không? Các bạn học là thân mà. Trên đường tròn tâm O, cái góc N được gọi là góc nội tiếp trắng cung AM Ngoài ra có cái góc nội tiếp nào chắn cung AM nữa không ha à, Có không Góc B chính xác Thầy tạm thầy đặt tên đây là góc B1 ha à, Góc B1 đúng Rồi Ở đây các bạn học trò mường tượng một tí Thầy xin phép được lấy một cây viết giả dạ quang Lấy một cây viết này Ở đây nè Thầy vẽ có được không nha ở đây mình có một cái đường tròn thôi dễ tượng trưng đi đây rồi các bạn dòm nè hồi nãy á mình vừa chứng minh được bốn điểm O, A, M, H, B cùng thuộc đường tròn tâm Y tức là ở đây có một cái đường tròn à, có một cái đường tròn tâm y bán kính là y, o đi qua bốn điểm này mà tại mình không có nhu cầu vẽ thôi được chưa hiểu không có nghĩa là nó có một cái đường tròn đi qua bốn đỉnh này mà tại mình không có nhu cầu vẽ nó nhưng thật sự là nó có vậy là xét về cái đường tròn tâm y này thì góc b 1 và góc h 1 này có bằng nhau không các bạn trả lời cho thầy cái nào xét dây phương diện đường tròn tâm y thì góc B1 và góc H1 có bằng nhau không? Có. Nguyên nhân là nó cùng chắn cung gì? Nó cùng chắn cung nào vậy các bạn thân mến? Cùng chắn cung nào? Chính xác cùng chắn cung OM. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đúng. Vậy là chúng ta đã biết được cách chứng minh hai góc này bằng nhau rồi đó. Đi được một bước vào kỳ thi tuyển sinh 9 10 đó. Rất tự hào về các bạn học trò rồi vô nè vậy bây giờ chúng ta sẽ làm từ từ ha chia ra làm hai giai đoạn của hai cái đường tròn câu a nè đầu ý đầu tiên hay ý đầu tiên hay câu b nha rồi ở đây nè đầu tiên mình có góc góc anh nào một trước góc xét đường tròn tam o xét đường tròn tam o thì mình có cái góc n nào một nó bằng với góc b 1 nguyên nhân là hai góc nội tiếp Cung trắng, cung AM. Hai gốc nổi tiếp. Cung trắng, cung AM. Cung. Cung là hai công tròn một tí các bạn mến ha. Cung là hai công tròn Rồi. Tiếp tục xét về đường tròn tâm y. Xét đường tròn tâm y ở đây các bạn có thể ghi là đường tròn tâm o bán kính là oa đi ha rồi đường tròn tâm y bán kính là oi đi chẳng hạn nữa. thì cái góc h 1 này nó bằng với góc b 1 nguyên nhân là hai góc nội tiếp cùng chắn cung gì nhắc lại một lần nữa cho thầy thấy cái nào hai góc nội tiếp cùng chẳng cung gì các bạn thông án cùng chẳng cung gì nhắc lần là... à cùng chẳng cung om cùng trắng hai góc nội tiếp cùng trắng cung om rồi khi hai góc nội tiếp này cùng trắng cung om thì mình sẽ từ đây mình sinh ra được là anh n một nó bằng với góc h 1 hay còn nói cách khác, khác trả lời cái góc đi bài họ kêu nè m h o bằng với m n a m h o bằng với m n a rồi được ha ổn ha cái đề này nó còn hai ý nữa nhưng hai ý nữa bây giờ thầy chưa dám dạy không phải là không dạy được mà các bạn học trò chưa đến lúc để học hiện tại chúng ta chỉ dừng mức độ là học tứ giác nội tiếp và học chứng minh các góc bằng nhau bằng tính chất của góc nội tiếp rồi chứng minh các góc bằng nhau bằng góc ở tâm là hiện tại là trong giai đoạn này thầy ôn tới đây là được rồi đề câu hình của hà nội còn hai ý Ý này, vậy này, nếu như bạn nào theo dõi thầy live phim thường xuyên chắc chắn sẽ có những giai đoạn thầy sẽ ôn những câu rút những câu như thế này, bám sát nội dung 10 điểm. Còn hiện tại là chúng ta đang học những cái phần dễ cơ bản để chúng ta hiểu được bài toán sâu hơn một tí. Với một cái nó là thời gian cũng hết giờ rồi. Cũng phải nên tắt like để cho các bạn học trò đi ngủ hoặc là chiều chúng ta còn đi học nữa. Bây giờ bây giờ cũng là 13 giờ rồi cũng không thể nào mà like thêm được nữa ha bởi vì phần lớn các bạn học trò chiều chúng ta còn đi học nữa rồi hẹn gặp lại các bạn học sinh lớp 9 2 k 10 vào thứ hai tuần sau nhớ là một tuần thầy sẽ có 3 buổi like 2 4 6 lúc 12 giờ trưa thầy trò chúng ta sẽ ôn những nội dung trọng tâm của kỳ thi tuyển sinh 9 10 và giai đoạn này đó là thầy sẽ tập trung ôn hai phần quan trọng nhất mà các bạn học trò đang cần đó là hình học và căn bậc 2 nên là bạn nào muốn theo dõi thì chúng ta có thể theo dõi ha rồi chiều nay đi vô học trong trường lớp bản thân của mình có thể chia sẻ cho bạn mình kinh tuổi học trò của thầy để chúng ta cùng nhau học cùng nhau phát triển một lần nữa cảm ơn các bạn học trò rất là nhiều và trước khi kết thúc buổi like cũng xin phép được nhắc các bạn học trò một điều ngày 24 tây tháng 11 sắp tới thầy chính thức mở hai khóa luyện thi vào 10 bạn nào có nhu cầu đăng ký học để ôn thi hiệu quả thì các bạn học trò chúng ta có thể trao đổi với ba mẹ để mà đăng ký ha. Nhớ nhắc lại một lần nữa nha. Ngày 24 tây tháng 11 sắp tới, thầy sẽ có chính thức mở hai khóa luyện thi vào 10. Bạn nào có nhu cầu đăng ký học nhắn tin cho thầy một tin nhắn trực tiếp qua bên Zola qua số như sau. điền vô giúp thầy đây là con số 0 đây là con số 9 và đây cũng là con số 9 nha nhắn tin cho thầy một tin nhắn trực tiếp để mà đăng ký rồi chúng ta sẽ được học khóa thì chúng ta sẽ học riêng trực tiếp trên nền tảng Google Maps các bạn thân mến nha chứ không phải là học trực tiếp trên sóng live à, khi các bạn nhắn tin thì thầy sẽ trao đổi lịch học giờ học ngày học nội dung học nó có phù hợp với mình hay không rồi mức học phí như thế nào rồi bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt đến các bạn học trò nha Chúc các bạn học trò luôn luôn học tập tốt.